Hello chào mọi người ha Thì xin phép bắt đầu clip báo giá kính ray ban hôm nay mọi người Hôm nay ngày 11 tháng 11 ha Mã đầu tiên 11 0, 11 11 0, 1, ha Số đẹp 4 số 1 luôn mọi người Hôm nay ngày đẹp chứ 4 số 1 Mã đầu tiên là một cây Aviator 58 14 B20 Straw nha mọi người Hàng đẹp giá 5 triệu rưỡi ha Con này hiếm hèo người con này hiếm hèo người rất là à, lâu mới về được một con mươi tám 58 14 ha vàng Arista rồi ha trong đây thì có cái phiếu mua hàng tại Nhật nha người tiếng Nhật đây ha hàng đẹp mọi người hàng đẹp 58 14 58 14 thì uh, kích thước không chuẩn 13.5 nha mọi người 13.5 ha dòng này mọi người dòng này mang được cả ngày thôi kể cả ban đêm chạy xe rất là ngon mọi người khách mình đã dùng và thường xuyên và phản hồi ha cây này lái xe ban đêm cực kỳ ngon người chống chóa chống chói người và tăng cường cái màu sắc của đèn tín hiệu ha cho nên là nó đi đêm cực kỳ tốt người dòng vip nhất trong cái dòng driving nha mọi người cái này còn tương đối đẹp người gần như là 98 phần trăm không có gỉ sét hay là bông tróc gì cả ha Ở trên thì sẽ là BL để ban USA người trên cầu ha Cầu trên khắc BL xa, cầu dưới sẽ là BL Rebanus 5814 nha mọi người. BL mười 5814 Con ve này, ve to hơn là con ve tiêu chuẩn nha người. Và nó có khắc cái chữ BL bên trong ha và trồng thì gần như là không vết xước rồi ha trồng còn đẹp cực kỳ mọi người đẹp cực kỳ đẹp luôn dòng này lái xe đã lắm người dùng được cả ngày ha bản lề sẽ có phun laser bl ha và ray ban sấm xét ha bên đây cũng có bl ha đồ đẹp hết nha ha xin bản con này mã là W1661 nha mọi người ha 1661 ha một cây mà bất cứ ai cũng phải có trong cái bộ sưu tập Ray-Ban của mình nha mọi người một cây dòng ro mắt luôn ha mang rất là ngon lành mang cực kỳ đã mắt ha và lái xe tuyệt vời luôn cái lớp uh, chống phản chiếu nghĩa là lớp lớp mạ gương mặt trong vẫn còn nguyên vẹn mà không có xay xét gì cả ha, cái đẹp, Nào. đó người, đẹp mọi người con này đẹp, ừ, ha. dòng so mắt người ha. Rồi, ok, con này 5 triệu 5 rồi ha, 5 triệu 5. Mã số 2 mọi người, một con cũng dòng Raven mọi người ha, nhưng mà là một con sơn đen trồng B15 mọi người, TGM ha, 2 triệu rưỡi mọi người ha hàng cũng rất đẹp mọi người con này về được giá tốt dòng này đi đường lái xe cũng rất ngon cái bao này cái bao này nó cũng hơi bị lâu đời cho nên là nó nó bị gọi là nó 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 ra bột của người này nó ra bột mọi người về không biết gọi là có giặt lại được hay không mình cũng không rõ ha mà cái bao này cái 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 bệnh nó là vậy ha nó lâu nó lâu lâu là nó bị ra bột người chắc là phải mọi người phải về ngâm xong rồi giặt nó lại ha để nó nó, nó sạch sẽ cái cái bột nó đi người. nó ra bột rất nhiều ok mọi người đây là một con mười 6214 ha b 15 tgm top radian người con này là một dòng chuyên về lái xe sơn đen ha sơn đen còn mới gần như là 98 phần trăm người rất là đẹp luôn bl đại ban usa ha ở dưới thì sẽ là bl đại ban 6214 người V này ha, con V đây, V zin này ha. Chúng còn đẹp hết người, còn đẹp. Nó 98% Ở trên đây có có dập chữ BL luôn trên cái đệm trán ha, BL Kích thước khung con này con này mình cảm giác nó cái form nó khá là ôm mọi người mọi người về có thể là bẻ nó ra chút xíu ha ít dùng rồi con này 14 chấm 3 người, ha, 14.3 mọi người đây. Con này ít dùng rồi, con này rất ít dùng luôn á, trồng gần như là không có vết xước ha nè. Và trồng khắc BL ở hai bên bản lề ha, BL đây, BL đây rất đẹp mọi người. Ha, Ốc vít đồ là còn ngon lành hết rồi ha. Sáng đẹp. Rồi ok quá ngon rồi quá ngon Oh, huh. Yeah. Rồi, lưu lưới cái bao này nó ra bột nha cho nên là mình sẽ bỏ vô cái bọc ni lông để cho về mọi người nếu mà mua cái này mọi người về mọi người chịu khó là giặt uh, cái bao này lại ha cho nó, nó nó, nó ra hết cái cái bột đi mọi người cái dòng này nó tình trạng chung là vậy mọi người cái dòng bao này nó vậy mọi người đẹp mọi người con hàng đẹp á mã số 3 một cây uh, thập niên 70 shorter 62 trồng Cali ok cho những ai thích dòng Cali nha giá 3 triệu người hàng về cực kỳ đẹp luôn nhưng mà đợt này mình về uh, được giá tốt người do là đấu cây này đấu chung với lại ba cây khác nữa, nên là được giá rất là tốt người bao gần như mới không thấy bao không? cái bao gần như mới luôn người bao là bao thập niên 70 người rất là tốt bằng giả thật nữa, ha bao này rất là bền người nhìn người nhìn bên trong nè phần nhựa của nó chắc chắn lắm ha da thật nha người chứ không phải là da tổng hợp như những cái đời 80 90 sau này đâu đây ha cây này cũng tình trạng hay là cũng gần như một cái hàng lưu trữ luôn người rất là đẹp luôn người ha con này là giá cực kỳ tốt người Kích thước khung chuẩn 13.7cm nha ha. Của chuẩn của dòng Shorter 62 mọi người. Con này thì đệm tráng người thấy là cũng chưa có nứt luôn người. Cái đệm tráng thập niên 70 vẫn còn nguyên vẹn nè. Hai con ve đẹp keng luôn ha. Dường như là không dùng người. Con này mình mua đấu giá của một và anh người Nhật và anh mua kính nhưng mà anh không có dùng người. Anh không có dùng. Rất là đẹp luôn người ha. Càng rồi người còn ngon lành lắm con này giá cực kỳ tốt cho một con dòng Calistrom ha con này thường thường biết là đấu giá về phải gần 4 triệu người nhưng mà con này vô tình mua chung một lô quảnh thì anh giá rất là tốt BL đã ban USA ha ốc đẹp cực kỳ ha ốc đẹp cực kỳ con này hàng gần như là không dùng luôn mọi người cái trồng không vết xước ha ở đây nó chỉ dính mấy cái bụi thôi mọi người mọi người về mình sẽ thấy trồng là gần như 99 phần trăm mọi người không có một cái vết xước nào cả ha nè không? sạch sẽ đã chỉ dính bụi thôi nha không có một vết xước nào cả mọi người đẹp lắm con đẹp lắm ai mà được trước mua trượt cái con uh, Kelly 62 thì có thể chốt con này ha rất là đẹp mọi người rất là đẹp luôn đẹp cực kỳ tuyệt vời luôn người thập niên 70 nha người từ thập niên 70 đó mà ha con này thập niên 70 chưa có phun cát trên trồng tuy nhiên trồng là trồng xịn chính hãng trăm phần trăm nha người trồng vàng kali ha Yeah. À. không chê một điểm nào rất là đẹp luôn rất là đẹp luôn giá yeah. cực kỳ tốt nha mọi người đẹp từ cái bao tới cái kính luôn ha tới từ cái khung rộng đẹp hết Rồi, à, mã số 4 rồi ha một cây gì đây à, BL Gaspy style 4 rồi ha một triệu rưỡi nha mã số 4 nha mọi người Con này thì không kèm cái bao chính hãng mà người ta tặng kèm cái bao này ha. Cái bao này dạng như là làm riêng sao cũng đẹp lắm mọi người ha và có hit 500 luôn người rất là xịn sò ha nhiều khi xịn hơn cái bao ray ban luôn người nhìn giống như bao của ev gucci nhưng mà không phải đâu nhưng mà nó rất là tốt có cả cái hit 500 đây rồi ha và nó hợp với lại cái này luôn người nè đó rất là ngon lành ha bao này cũng giá trị luôn, người đó thì đây là một cây gas bay mọi người cây gas buy, tình trạng còn tương đối ha con này thích hợp cho những ai khung mặt nhỏ mà, ha khung mặt nhỏ ngang khung của nó sẽ là uh, 12.5 thôi nha mọi người và cái càng của nó sẽ uh, uh vân vân ra bên ngoài chút xíu cho nên là những ai mà mặt tầm 12 rưỡi 13 là mang được ha thường 12 12 rưỡi mang 3 là là được mọi người thiết kế đẹp người dòng Gaspar thì nổi tiếng rồi ha mọi người ha Gatsby trong cái cuốn tiểu thuyết uh, The Great người. người thiết kế nhìn rất là thanh lịch ha trong thì sẽ là Gaspar Style 4 E ha mọi người ha bên đây thì là BL Ray Ban mọi người Ray ở dưới cầu sẽ không có khác gì mà, ha với cầu kính không khắc và trên cầu kính cũng không có khắc gì nữa ha. Trồng thì sẽ có khắc BL ở hai góc 3 giờ 9 giờ nha mọi người. Ở đây thì hơi bị bụi mọi người về vệ sinh lại là nó sạch sẽ. Không có trầy trụ nhiều người, tình trạng còn rất ok luôn. Con này mọi người mua sưu tầm được. Ai mà mặt nhỏ mang con này rất là tốt luôn, rất là đẹp nổi tiếng người cuốn mà The Ray Raspberry cuốn Gatsby người là là cuốn tiểu thuyết thuộc dạng kinh điển ha nên là mang cây này là là thuộc dạng là kinh điển luôn nếu mà ai chưa biết nhiều về cái dòng Gatsby này mà ha Rồi, ok quá ngon quan trọng là có một cái cái bao này cũng rất là xịn sò nha bỏ vô là đóng đóng luôn ha ngon hơn bao ra bàn luôn nhìn giống cứ như là bao vì Gucci vậy mọi người. Mã số 5 nha, mã số 5 một con Aviator 6214 màu đen giá 2 triệu rưỡi người. Con này mọi người mua để đi đường ngon lành ha, dòng sơn đen mọi người, đi đường rất là tốt. Tình trạng rồi, cái bao còn đẹp ghê. Đây, bên trong ha, như mới mọi người, như mới luôn á, con này như mới mọi người, giá dạ, tốt ha. Đây ha, ha, như mới người hàng đẹp lắm đó, thấy không bây này trọng không một vết xước ha và khung gọng cũng đẹp tuyệt vời người ha trên đây thì bây giờ ban USA người Ở dưới thì sẽ là bây giờ ban sáu hai ha ve đây mọi người ve zin nguyên bản ha hàng zin hết luôn người này, còn ngon lành gần như là 99 phần trăm luôn người con này đẹp giá tốt ha và con này khung rộng 14 năm nha người Đấy không khung rất là rộng nha cho ai mặt mặt to mang con này đẹp khen đó người ha cực kỳ ha con này mã là W 2821 L2821 mọi người. Mọi người nhìn cái phần đệm đệm tay là mọi người biết nó dùng nhiều hay ít người ha nè nó không có một cái vết trầy là mọi người biết rồi. Dùng nó sẽ có những cái say sát nhẹ nhẹ mọi người. Còn cái này mọi người nhìn thấy là nó chưa có say sát nhiều, ít dùng cái cây này mình đấu giá chung với lại cái cây mà uh, calistrom listrom mới nãy mọi người. Cho nên là một cụm cho nên là là là, là anh ấy bán cái giá tốt mọi người ha. Đó rất tốt người và hàng đẹp anh bán hàng đẹp hàng hàng toàn là hàng không dùng người. mua về để để trong kho vậy tới giờ cái nên nó bán và người ta mua từ những năm mà 80 90 người ha Ok luôn chồng zin như người BL ha BL khắc đẹp cực kỳ ha mà ha BL đây xin hết người cái nào mà có một cái chi tiết nào mà like là mình sẽ báo người ha mình sẽ nhìn mình báo chứ còn mà không nói gì hoặc là quên nói hay là, là 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 thường hàng không có gì mà vấn đề gì cả lai tạp ha lưu ý ha rồi đợt này mã số 6 mọi người mình có về một cây BL Outdoor 5814 trồng RB50 ha cây này là cây Ray-Ban phát hành những năm 90 mọi người để ép cái trồng RB50 lên một số cây kính ha thì nó có trên cái dòng sơn đen dòng outdoor men và dòng aviator nha mọi người con này một con outdoor 584 ba cầu ha ok đây người, ha tình trạng còn rất là ngon lành và rất là đẹp đặc điểm của chồng mà lộn cái bộ mà trồng rb 50 này mọi người là nhìn vào cái con 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 ve á. đệm mũi là mọi người biết ha cái đệm mũi nó là cái màu mà honey người cái màu mật ong màu dạng như là nó không phải là cái màu ngọc trai luôn người và nó đậm hơn ha và gần như là nó không thấy được cái khắc bl bên trong luôn nhưng mà mọi người soi kỹ thì sẽ 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 nhìn ở ngoài ánh sáng thì sẽ thấy người nhưng mà nó rất là nghĩa là cái màu nó đậm lắm ha cái con ve của dòng này là đặc thù chỉ có dòng này là con ve này mọi người cái màu này nè cái màu này ha mọi người ha đệm tráng mà cũng cùng màu luôn ha nè Đó. tình trạng đẹp nha mọi người tình trạng đẹp ở phần dưới bên trong mọi người nó có bị oxy hóa một chút chút ở cái khe nè ở khe rảnh giữa cái 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 khung và cái trồng đây này ha nhưng mà tổng quan vẫn còn đẹp nữa, ha mặt trước để mình cho mọi người xem kính mặt trước ha một trồng bên bên này thì đẹp mọi người đẹp những cái xước rất là nhẹ thôi không đáng kể ha và không có vết xước lớn người chỉ là những cái vết xước nhẹ nhẹ ở cái phần mà à, mạ vàng rồi và cái lớp gương vàng ha bên này thì nó có một cái vết chàm nhẹ nhẹ ở đây nè mọi người ha nhưng mà mọi người trăm phần trăm sẽ không ảnh hưởng tới việc sử dụng cũng như tầm nhìn luôn ha nhìn ra sẽ không thấy mọi người và nhìn xa cũng rất là khó thấy ha nó bị một cái vết giống như là nó nó, nó để trên cái 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 mặt cái trong cái bao lâu ngày nó bị sao nó bị chàm chàm nhẹ mọi người đó mọi người không nè nè đây nè cái lớp mà à, mirror nó bị đúng không ha tuy nhiên là sẽ không ảnh hưởng tới việc tầm nhìn đúng không? nhìn ra sẽ 100% là không có vấn đề với người ha nhìn nào ha ok con này ở trên cũng cắt là BL Reban USA thôi ở dưới thì là BL Reban 5814 ha Rồi, ok cho ai yêu thích cái dòng này một cái trồng RB50 người trồng RB50 cái này mình có bán nhiều lần người có đợt bán một cây mà mới độ mới rất là cao luôn đó. là lên tới 8 triệu mấy 7 triệu mấy 8 triệu mấy trồng này mang thì miễn chê người nó là một cái trồng đổi màu ambermatic Mọi mời ha và gold mirror là lượt phủ gương vàng ha gương màu vàng lớp gương màu vàng người. Đó, mang cực kỳ ngon lành luôn và con này đi đêm được nha, đi ngày đêm tại vì nó một cái chồng amber mọi người, amber matic mà. RB50 nha ha, RB50. BL BL góc 3 giờ và 9 giờ ha. Ok Mới cây số 6 mà 20 phút rồi 5 triệu 5 nha mọi người Ủa, mọi người đo khung nha mọi người nữa Sorry mọi người Con này khung có thể là nó lên tới gần 13.8 rồi ha Nè mọi người ha Tại vì cái dòng này nó sẽ hơi khác biệt chút xíu mọi người 5.8 14 đó nhưng mà nó lên tới 13.8 ha Nó hơi rộng rãi chút xíu rồi mã số 7 ha, mã số 7 người một cây uh, thập niên 90, outdoor số 24 giá 3 triệu. Outdoor 3 cầu ha. Hàng đẹp. Đây ha, hàng đẹp. Và con này cũng là về chung với lại cái con mà đen, con xương đen với con mà Calistrom ha, ngang khung 14.5 nha mọi người. Ok luôn, đẹp. trên khắc BL 30 xe mọi người. Ở dưới cầu là BR 36214 ha. 624 6214 ha. Ve đây ha. Về, Ve đẹp không? Ít dùng rồi con, ít dùng rồi. hàng lưu trữ. Dạ tốt. Dạ tốt cực kỳ. Okay. hàng đẹp mọi người hàng đẹp tục mã số 8 một cây chữa cháy Aviator 624 giá hàng triệu Đợt này cũng khá là nhiều những cây chữa cháy mọi người ha Rồi người con này chữa cháy thì xác định rồi ha Trồng có một vài chấm Chấm đây nè Bên này cũng có chấm đây nè Nhưng mà vẫn dùng tốt người Gọng thì cũng đương nhiên có Có gỉ xét chút xíu ha Oxy hóa chút xíu Ở trên đây thì là BL e mọi người ha chung hàng xịn trăm phần trăm người zin toàn bộ con này ngang khung 14.5 nha người càng thì mặt ngoài còn ok mặt trong thì cũng có bị gỉ uh, sét chỗ mà thái dương là người ha nè kiểu như người ta hồ mồ hôi muối người ta mang người ta không có vệ sinh đó, thì nó bị vậy ha về zin nha người về zin chung zin hết người đó, chủ yếu mọi người mua con này về chịu cháy mua ha mua về dùng vẫn dùng bình thường mọi người nhìn vẫn đẹp nữa vẫn đẹp đó mọi người thấy đâu có vấn đề đâu mang đường vẫn tốt, mang đi làm đồ vẫn được luôn. Nếu mà dùng để đi làm những công việc mà thường xuyên thì mang con này nó nó kinh tế người, nó không sợ hư mà nó bảo vệ mắt mình mà ha. Nó chống tia UV 100% mọi người và nó, nó giảm cái cường độ ánh sáng cho mắt mình, bảo vệ mắt mình rất là tuyệt vời ha. Cái này mua tặng cũng được ha. Quan trọng gì miễn sao là còn dùng được, tốt là là được mọi người. Nhìn ra sẽ không có thấy cái cái chấm gì đâu mọi người nhìn là bình thường ha nhìn bình thường nhìn ra bình thường không có vấn đề cả Rồi, ok giá một triệu chẳng người hàng mỹ một trăm phần trăm ha nhiều người chưa rành mới vô xe lần đầu nhiều khi thấy mình bán mấy cây này sợ nó hàng giả người hàng tiệc người ha và mã số 9 người một cây 5814 dòng Raven B15 TGM một triệu rưỡi luôn mọi người Giá hàng cũng mua chữa cháy cực kỳ ngon Con này thì trồng còn đẹp mọi người Chỉ có cái khung gọng này nó hơi bị uh, uh, Phai màu cái nước mạ chút xíu thôi Tại vì người ta dùng nhiều nhưng mà con này dùng nhiều Nhưng mà nó chỉ bị uh, xước xác cái cái lớp mạ gương thôi Cái lớp mạ gương thôi Nhưng mà nó không bị trầy, Những cái vết trầy chảy đậm mọi người chảy sâu cho nên là nhìn vẫn rất ngon người, nhìn ngon lành và dùng còn tốt người ha, trồng riêng ha, ở đó nhìn ra ngon lành người, hàng mỹ ha, càng cũng rơm rơm nhẹ người và nó 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 bị uh, say sát cái lớp mạ chút xíu thôi mà chưa có gỉ sét vẫn còn dùng rất là ngon lành ha, dùng tốt B15 TGM người ha, top radian mirror 13.5 ngang khung ha. Nhìn tổng quan phải còn đẹp lắm mọi người, con này mang quá ok luôn, mang đi làm được người ai mà lái xe công nghệ hay là lái xe đường dài lái xe dịch vụ mua con này mang vừa nhìn vừa lịch lãm người vừa nó nó mang đúng hàng nó không mang không không mang mấy hàng tàu lao nữa người ta nhìn người ta biết mình là người biết dùng đồ ha là cũng không mang hàng phách là được ha chơi là phải chơi hàng dù nó hơi xây xác nhưng mà nó hàng xin hàng xịn người không có chơi mấy con kính mà tàu lao Trung Quốc mang vào nó hại mắt mà, ha mang những con này là ngon bổ rẻ mã số 10 mã số 10 mọi người đây một con BL Reban Lick Limited ha 5814 người giá 11 triệu rưỡi luôn ba cầu outdoor Man, ha quá mắc luôn dòng Limited nha người ha rồi à, trong thì cũng có một cái phiếu mua hàng tiếng Nhật ở à, đây mọi người lít nữa ha con này con ba cầu còn đẹp khen ngang khung con này là 14 ha con này ngang khung 14 người ta à, coi cái thiết kế bên cái nó là nhìn nó hầm hố không rất là chắc chắn rồi ha dòng limited người dòng giới hạn mà cái khung được người thấy không có nó có một cái cái vân người nó có một cái vân gọi cái gân lên đó để nó gọi là nó cường hóa gia cố cho cái cái khung gọng nó cứng hơn người nó cứng hơn cứng cáp hơn là là bo tròn ha trơn láng ha con này trên cầu sẽ không khác gì mà ha nó chỉ khác ở hai bên mặt trong của càng người nghĩa là bên đây là à, BL5 lộn đây là 584 ha còn bên đây là sẽ là BL Rayban LIC mọi người LIC ha rồi ve thì bên trong bản lề sẽ có chữ BL mọi người đệm tráng ha đệm tráng bô Lom mọi người ha và biểu tượng hình tam giác người bao hình lon đẹp cực kỳ limited phiên bản giới hạn nha mọi người giới hạn. À, chồng mọi người trồng sẽ khắc bl ở hai bên bản lề ha góc 3 giờ 9 giờ nha mọi người ha và đây là một con trồng g 15 nha mọi người cực kỳ đẹp luôn con này mang này đẳng cấp luôn đó ok đẹp độc mà ha con này là một con rất là xa lạ với nhiều người không ha không phải là một dòng phổ biến luôn tại vì dòng giới hạn mà limited là dòng giới hạn ha đó, có đường nét của nó ở đây mà cái vết này là nó bị nó lên màu ha lên màu mối hàng lên màu tiết địa mọi người chứ không phải là nó bị hư luôn ha và con này mọi người biết là được làm thủ công hoàn toàn nha mọi người được làm thủ công ha mọi người ha và được gia công tại đức nha mọi người đức châu âu con này làm tại châu âu ha mọi người biết gia công tại đức là cái chất lượng nó nó cỡ nào mọi người đức là cái trình độ của họ gia công thì mỹ chê ha họ không làm thôi chứ họ đã làm rồi thì chỉ có định chóp mà ha đặc biệt là làm tại bowen Lom đức ha công ty mẹ của ray ban rồi bowen loom tiền thân là một công ty của đức mà ha sau này thì chuyển sang một cái công ty con bên new york rồi ha một chi nhánh luôn rồi thôi mười triệu năm cho ai sưu tầm của này quá đẹp <laughs> Rồi đây, mã số 11 đây Con mà hôm qua mình giới thiệu đây, hôm nay mình sẽ lên giá đây 15 triệu người Mã số là 6 số 1 ha Mình cho nó một cái mã số quá đẹp hôm nay người. Một cái hộp Của nó ha Dòng bow and long, dòng giới hạn đây mọi người Của nó đây Và mình tặng kèm một cái bao để đựng ha Trong đây thì có một cái phiếu mua hàng này. Rồi ok, đây. Kèm đó là một cái khăn lau Ray-Ban chính hãng ha, Ray-Ban. Quá đẹp không? quá đẹp. Đây ha, limited người, Ray-Ban limited. Đây là một con đầy đủ ha, đầy đủ. Một con limited 5814 Aviator 2 cầu người và trồng cái trồng xanh lá R3 ha, ngang khung con này sẽ là 13.5 nha mọi người. Con này sẽ khung hẹp hơn con kia chút xíu ha, 13.5 rồi ha. Dòng Aviator sẽ hẹp hơn dòng Eldo chút xíu nha mọi người. Cho nên là mình thấy là cái con uh, uh, gì? Um, Aviator lộn cái con Eldo thì mình mang nó hơi rộng hơi sụt sệt, còn cái con này mang lên mặt của mình là coi như nó vừa khít luôn ha. Trọng lượng nó vừa đủ luôn, mang rất là đã. Người đây ha không có gì để bàn của con này nữa rồi trồng không vết xước bl khắc gốc 3 giờ 9 giờ ha và dòng này đặc biệt cái là phần lớn là không có in chữ ray ban trên cái trồng kính mọi người mà nó thông thường nha bên đây thì sẽ dập là ray ban người. ray ban chữ nổi màu đen ha màu đen đây cũng vậy bên trong thì cũng giống như cây kia thôi mọi người một ở đây mình chưa có vệ sinh lại đẹp lắm con đẹp còn lưu trữ nha br reban lick người màu vàng đẹp chưa lick ha lic sản xuất tại cộng hòa lộ tại liên bang đức thôi người năm tám ha bên đây sẽ khác là năm tám đẹp tuyệt vời đẹp tuyệt vời đây mọi người, đây, cái đây hộp nguyên bản của đây ha. Ray-Ban Limited nha mọi người ha. Bao bình lo mọi người. Rất là lão cũ rồi. Oh. Ừ. hiếm cực kỳ ha hiếm cực kỳ luôn sản xuất tại đức nha mọi người ok quá ngon nó mang cho mình đậm chất đất, người đức là không không khoe mẽ người ha và mang một sự cứng cáp tuyệt đối cái triết chiếc, chiếc lý của của người đức là vậy ha tối giản nhưng mà cứng cáp tuyệt đối rồi mã số 12 mười ha một cây năm tám bốn mắt giá 3 triệu người dòng sơn đen này ha một cây hàng ngon bổ rẻ cho người mua dùng để chạy xe đi đường mình, ha 58, 14, 10, khung 13 năm Sơn đen Con này thì bền cực kỳ Đen này là màu mắt te Đen nhám và mạo nó là 1662 người Ok, ở trên vẫn là BL ba Ban thôi Mọi người lưu ý ha, cái dòng mà rất ro mắt Khung của nó là màu đen đen nhám mắt te ha Mắt te black nha mọi người ha Tình trạng người trồng bên đây đẹp, trồng bên trái đẹp, trồng bên phải thì cũng có vài chấm thôi và không ảnh hưởng tới việc sử dụng luôn người tầm nhìn vẫn là ok hết người ha đó mọi người nhìn nè đó lớp gương bên trong cũng còn ngon lành ha chưa có bị xây sát gì cả mọi người đó mọi người nhìn ra thấy không? mang tốt người và con này một con rất là đáng mua để mọi người dùng ha mọi người nếu mà chưa có một con kính đi đường thì nên mua con này nha kể cả lái xe ô tô mọi người ha và nhắc lại mọi người con này lái xe ban đêm cực kỳ ngon nha mọi người mọi người cứ mang đi rồi sẽ biết người ha mọi người nếu mà hay lái xe ban đêm mua con này mọi người lái xe ban đêm cực kỳ ngon luôn á nó còn có những cái đặc tính để giảm mỏi mắt nữa mọi người ha không phải đơn thuần chỉ là chống chóa chống này kia đâu không? tổng quan cũng còn rất là đẹp mọi người ngon của rẻ ha những con này rất là khó đấu về người tại vì thường đấu về giá cao á cũng được mà giá thấp nhưng mà được cái chất lượng vậy là quá ngon ha bằng một cái con kính bình thường thôi nhưng mà được một cái trồng có đặc tính quan học tuyệt vời luôn đây là một cái bộ trồng mà riêng chỉ có ray ban làm thôi người ray ban bao lom làm thôi hiện tại sau này không có ai làm nữa ha kể cả ray ban ý cũng không có làm cái dòng này được nữa người thì mọi người để ý ha là khi cái hàng bao Long nó bán cái thương hiệu Ray-Ban người. Những cái công nghệ lỗi của nó nó không có bàn giao đâu người ơi. Những cái công nghệ lỗi nó không bàn giao. Thứ nhất là cái chồng RB50 người. Thứ hai là cái chồng Diamond H, thứ ba là cái chồng này ha, những cái chồng đặc biệt này nó không bàn giao công nghệ đâu người, ha. Đó là những công nghệ lỗi người. Nó không sản xuất nhưng mà nó đã có cái bằng sáng chế rồi là nó giữ ha, nó giữ. cho nên mọi biết là những cái giá trị của những trồng này là như vậy đó người và nó giữ không phải là giữ ứng để cho nó nó tàn lụi luôn người nó vẫn sẽ làm trên những cái khác ha và à, mọi người sẽ thấy sau này nó sẽ có thể nó sẽ hồi sinh là một cái hãng khác hiện tại giờ nó chưa muốn thôi nhưng mình nghĩ nếu mà sau này mà mỹ đưa cái không mười mấy mười một mười hai mỹ đưa cái ủa à mười hai mười ba người cái công nghiệp về lại nước mỹ thì có thể nó sẽ hồi sinh là một cái hãng kính người. Rồi 13 một con ra mê tàu đen triệu 2 Đây ha chồng còn đẹp Khung cũng còn quá đẹp Ok con này ok người Ngang khung 12.5 rồi, ha rồi, Ai đang tìm kiếm con này chốt cũng Không có gì để 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 giới thiệu người trồng G15 Màu uh, bảng Bản Legend Gold uh, Chữ Rayban màu vàng ha BL đây BL đây À khung này người. Trong thì ve khắc BL BL. Trên cầu sẽ là BL3 Nusa ha, vậy thôi. Đó đơn giản như. Dòng này ai ưng cái kiểu giá họ đang tìm kiếm thì chốt thôi, không có vấn đề gì với nó cả. Ngon lành ha, dạ, giá chuẩn. Có thể mua về tận dụng lấy cái chồng để gắn như một cây ra mì tô khác và cái khung còn lại gắn cái trồng cận trồng đi đường gì đó ha trồng khác mã 14 mọi người một con BLW 0969 antique style mọi người oval chiều 2 con này cũng tương đối hiếm con này không phải là oval đâu người nó là một con mà dòng W0969 ha nè ha uh -huh. trồng cũng đẹp người không biết xước và màu của này là màu dạng như màu à gọi là màu gì mọi người màu màu đồng mà 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 pha màu thép người nó nó trong tiếng anh nó gọi là màu bronze đó. bronze những người, người nghĩ màu giống như màu 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 mẹ đồng mọi người ha nhưng mà đồng mà đồng đậm mà mang tính thép người ha cũng rõ trên đây khắc bl để xe người cầu này VBL, BL, Chúng con này. Ok mọi người, con này ok, ngoại hình đẹp. Ngang khung cũng là 12. 12.5, chấm... 12.5 chấm 12 hơn chút xíu, 12.5 cho 12.5 đi ha. trời, ơi. đó ai chụp này về sưu tầm ha, bộ sưu tập. Mặt nhỏ thì mang con này được ha mọi người. 15, một con mới metal. À, metal giá 500 ngàn con này thì cái trồng là trồng gương đó nhưng mà nó xước xác rồi cho nên là mình bán về mọi người thích hợp mọi người lấy cái cái gọng để thay ha. này thấy không? Nó xước rất là nhiều ha, nó xước tan nát rồi. Dùng vẫn được đó người nhưng mà nó nó hơi xấu. Nhìn ra thì nó cũng hơi cứng mắt xíu nhưng mà nhìn quen cũng được thôi. Có thể thích hợp mọi người mua về lấy trồng chữ cháy gì đó mọi người ha. BL30C hoặc là mang cháy cũng được. trong này dòng mạ kiểu như mạ mà màu màu bạc người màu bạc màu thép đó, màu thép uh, à, 12 chấm mấy 12 chấm chưa được 12.5 và nó lai like hai con ốc rồi ha lai like hai con ốc rồi nè nhìn là biết ha? ha lai hai con ốc mà gắn cái 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 càng rồi ha rồi 500 000 mua về thích nghiên cứu dùng mới dùng 16 người ha Một cái gọng của dòng Clubmaster 5121 mọi người triệu 3 1 triệu 3 mọi người Mã 16 Con này được gắn cái trồng cận mà màu RB3 rồi ha Mọi người về mọi người đo nếu mà hợp cái cái còn hợp cái độ thì mọi người mang rất là tốt nha Tại vì trồng nhật mà Nhưng mà nếu mà không hợp độ thì thôi Con này mình nghĩ nó cỡ hai đồ rưỡi người Gắn trồng cận nữa ha Cái khung còn rất là đẹp mọi người Khung còn rất là đẹp Và con này à, thích hợp cho nam mang tại vì nó rộng hơn 51 21 mà khung nó lên tới 14 hơn mọi người hơn 14 luôn đó. nếu mà tính kịch khung nó là 14.3 ha ở trong thì là BL, ban bao Bowen Lom Reban USA ha bên đây thì không có có gì có cái mã của nó dưới đây mọi người W gì đấy W1115 ha ve có khắc BL đây BL đây ở đây thì là bây là rẻ xe trên cái cầu ha đó người ha mua về tận dụng lấy cái cái khung người ha gắn trồng ha người cái này nếu mà người thấy nó vơn ra quá mọi người bóp nó lại nha bóp gì mọi người cầm đây nè đó, người bóp lại là nó 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 nó, nó sẽ giật lại này đó thấy không? nè thấy không? nè xong nè còn mọi người muốn ra thì mình cũng cứ cái đây mà bẻ bẻ cho ngay chỗ cái cầu ha cái cầu dùng để bẻ đó mọi người và cái càng con này cũng như cũng thu được nhưng mà cái này cứng quá rồi không có nên đục nữa đâu. Rồi, ok Gọng đẹp Con này gọng đẹp quá trời ha mười bảy mọi người một con size strict dinner oval người ha w hai yeah, ba một chín giá triệu hai luôn con này bà con với dòng ra mi tô oval đó người kiểu kiểu vậy ha màu là màu uh, mạ mọi người ngang khung là 10 13 luôn ha, 13.3 luôn, ngang khung tới 13.3 luôn á. Rộng mọi người ha, rộng rãi. Và đây là một cái trồng gương ha, trồng gương. B15 lộn G15 mirror mọi người, mirror. Đây ha. Màu tông xịt tông. Zin hết mọi người, không có vấn đề kìa. BLR ban trên cầu này ở bên đây thì là bl 3 bên đây là không có gì cả chỉ có cái mã nó là W 2319 thôi người ha đó, dòng này nó vậy nè người ha nó dòng vậy con này cũng vậy mọi người nếu mọi người thấy nó hơi vên rộng quá mọi người có thể là bóp cầu lại ha bóp cái chỗ cầu này mọi người ha nè đó, thì nó nó, hẹp lại ha mọi người mọi người muốn chỉnh thì chỉnh ra lại thôi nói chung đó con này nó nó co dạng tốt lắm mọi người mang thoải mái ha Ok, ốc còn ngon lành hết, zin hết. Con này nữ mang đường người, con này nữ mang đẹp. Ha mọi người ha, cái màu này nữ mang đẹp. Rồi mã số 18. Một cây đun hiu cho ai sưu tầm 6023 bảy giá 1 triệu. Con này kèm theo cái bao da zin của nó khá đẹp mọi người. đây ha đun hiu ha cổ áo người đây cái bao của nó là đun hiu này ha mọi người chỉ chữ đun hiu nó cách điệu nè ha cái bao da nhìn khá đẹp mọi người ha con này mọi người sưu tầm được nè nè mở ra nè cái gà đây nè xong vòng lên sau mở ra ha đây kính đây đó, mọi người nhìn rất là ngon lành ha người ha con này mình nghĩ nam nữ mang đều được người ha và thấy ở giữa này nó 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 co giãn người nó co giãn nè này. này ha mang rất là thoải mái luôn á đẹp con này đẹp cực kỳ con này thích hợp mọi người sưu tầm ở trong người ở đây là khắc là mắt in uh, uh, Austria ha Austria là áo á đây ha mắt in Austria số 023 90 587 càng 130 bên đây thì uh, khắc chữ uh, in chữ Dunhill R R là chính hãng đó. nam nữ mang đều được nghĩ vậy người và mặt rộng mang ok khung của nó sẽ là à, 13 năm nha người ngang khung 13 năm rồi ha và nó co giãn nha lưu ý ha. co giãn ha nó co giãn ở đây người nó có con ốc nè để nó nó tăng đưa cái này nó nó co giãn được này rất hay ha nh nhúng 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 người nó cứ nhúng 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 hay lắm mang rất là ôm mặt thoải mái ha à, con này thích hợp mọi người mua sưu tầm quá đẹp quá đẹp người hàng châu âu người ha hàng sản xuất châu âu ngon lành luôn á và kèm theo cái cái bao jean này nhìn nó 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 nó, nó xịn người nó xịn quá bao da ha mã số 19 một cây Pro uh, Max Explorer năm tám người giá 4 triệu rưỡi con này hàng đẹp nhưng mà có một số lỗi là cái bao này nó bị rách chỗ này rồi, hay nó bung chỗ này rồi mọi người về có thể xử lý lại ha hoặc là hoặc là lột bỏ luôn hoặc là làm sao đó nếu mà người không dùng cái thắt lưng thì mọi người lột bỏ luôn Tại vì nó bung ra rồi Rồi đây ha Quá đẹp con này ngang khung 14 Ồ oh, con này mang ngang khung nhỏ Có 13 năm mọi người hơi bò 13 năm rồi ha Tình trạng tổng quan bên ngoài đẹp mọi người Chỉ có cái là bên càng này nó bị hơi bị lắm tắm muối tiêu này Bị bị bị, bị, sét này ha nè bên thái dương người một bên bị nặng còn bên còn lại thì đỡ hơn mọi người về cái này mọi người có thể xử lý bằng cái cái sơn acrylic trong suốt để bảo quản lại là xong rồi ha tuy nhiên mặt ngoài còn ngon lành người ở trên khác là bl ban ha usa ở dưới là à, bl ban năm tám mươi bảy người đó, ve con này ve bự cực kỳ ha và có khắc bl bên trong trồng đẹp người trồng đẹp con này dùng rất là đẹp người con này rất là đẹp thanh lịch đó ha à. con này dùng đẹp lắm đẹp đeo đẹp cực kỳ luôn con đeo đẹp cực kỳ luôn Ok. 19 đó, người, 19. Con này hàng đẹp lên tới 6 triệu rưỡi nha. Hàng đẹp nó đắt lắm mọi Rồi, cuối cùng mã số 20 người ha. Một con BL6214 dòng driving B15 TGM 4 triệu rưỡi hàng đẹp. đẹp Ồ, đây mọi người con này gần như chưa dùng ha cái dòng này đi đi Raven nên là người thấy là nó phủ một cái lớp tráng gương và một cái lớp mà chống bám nước mọi người mọi người khi mọi người nhỏ nước lên thì nó trôi tuột ha trôi tuột luôn người nè, ví dụ này đó ha không đó nên là nó, nó nó, nó, trôi tuột xuống ha ha nó 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 sẽ không có bị bám nước người cho nên là mọi người đi đi mưa rất là ok ha phải phải là bay luôn ha nè, thấy không? nó không có bám dính nước người là lau nhẹ hay là nó sạch nè lỡ ngon lành nè tình trạng còn mới chín 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 phần trăm mà gần như chưa dùng trồng còn đẹp cực kỳ và nó chống bám nước cả hai mặt nha hai mặt đều vậy nha rất đẹp người con này rất đẹp nha sáu hai mười bốn ha sáu hai mười bốn số thấy Đẹp cực kỳ mọi người, trồng đẹp lắm, trồng đẹp. 100% mọi người, nhìn gần như là không có một cái dấu hiệu sử dụng nha. Đẹp, kem còn đẹp, quá đẹp luôn. chồng đi đường á B15 là trồng nâu ha, B15 độ cản sáng 85%, chuyển sáng 15%. Đó, TGN là top, Radian Mirror ha mọi người, nghĩa là, 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 là nó có một cái sự thay đổi ở trên là có tráng gương còn ở dưới là không. Đó. top Radian mirror vậy thôi. Còn cái lớp mà phủ mà à, chống phản quang thì nó toàn bộ à, cũng như là chống bám nước thì cũng toàn bộ chỉ có ở trên nó sẽ phủ cái cái mirror ở trên đậm hơn ở dưới nhạt hơn thôi. Rồi ok mã số 20 kết thúc clip hôm nay nha mọi người, mọi người có nhu cầu mua con nào thì liên hệ Zalo nha. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ, cảm ơn mọi người nhiều.